Miss Como Việt Nam 2023, bản sao Hoa hậu Đặng Thu Thảo ghi danh, mĩm trần hết cơ hội thắng giải. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023 vừa đón nhận thêm một cái tên vô cùng đặc biệt là cô gái được mệnh danh bản sao Đặng Thu Thảo. Nhan sắc của nàng này liệu có thực sự giống thần tiên tỷ tỷ? Sau 2 tuần khởi động, mới đây cuộc thi online Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Miss Como Việt Nam 2023 thu hút sự quan tâm của đông đảo fan sắc đẹp khi tiếp nhận thêm hồ sơ của nhiều ứng viên nghìn máu. Trong đó, cô gái có tên Đậu Hải Minh Anh được đánh giá cao về nhan sắc lẫn học vấn. Nói về lý do khán giả gọi Minh Anh là bản sao Đặng Thu Thảo là vì sở hữu dung nhan rất giống Hoa hậu Việt Nam 2012, từ làn da trắng mịn đến gương mặt thanh tú, đường nét thon gọn cùng nụ cười tỏa nắng, cô nàng đều khiến người ta gợi nhớ đến thần tiên tỷ tỷ. Trước khi ghi danh Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023, Minh Anh từng lọt top 20 Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng giải thưởng Người đẹp được yêu thích nhất. Điều này chứng minh khán giả đã vô cùng cảm mến nét đẹp dịu dàng nền nã của cô. Đáng chú ý, có nhiều ý kiến cho rằng với vẻ đẹp ngọt ngào thuần Á Đông, Đậu Hải Minh Anh tương lai có thể xoán ngôi thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới của Á hậu Phương Nhi trong làn nhan sắc Việt. Đặc biệt gần đây, người đẹp Nghệ An tiếp tục được khen ngợi khi đu trend Lưu Diệc Phi ôm hoa. Không chỉ sở hữu gương mặt đẹp không góp chết, Minh Anh còn có cho mình dáng chuẩn chỉnh với chiều cao 1m72 cùng hình thể săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện và ăn uống hợp lý. Người đẹp bày tỏ quan điểm rằng trước khi tập để đẹp thì mọi người nên lắng nghe sức khỏe bản thân và tìm ra bộ môn phù hợp. Đậu Hải Minh Anh năm nay 24 tuổi và được đánh giá là đang ở giai đoạn chín muồi của nhan sắc. Người đẹp đã nhận được bằng cử nhân tại Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh và đang chuẩn bị học tiếp lên thạc sĩ. Lần thứ hai đến với đấu trường nhan sắc cấp quốc gia, Minh Anh nhận thấy bản thân đã thay đổi khá nhiều, mạnh mẽ, độc lập hơn so với tính cách nhút nhát, dè dặt trước kia. Tôi luyện nên tôi là một câu nói đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để tôi quyết định tham gia cuộc thi online Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Miss Como Việt Nam 2023, cô nàng chia sẻ. Thông tin từ ban tổ chức Miss Como Việt Nam, cuộc thi online là một hoạt động độc lập và không hề ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc trên hành trình chinh phục chiếc vương miện cao quý của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023. Dẫu vậy, các thí sinh vẫn tích cực tham gia với tinh thần quyết tâm cao độ. Điều này cũng chứng minh độ uy tín và sức hút của cuộc thi khi tái xuất với một diện mạo mới, một định danh mới và những tiêu chí hoàn toàn mới. Cuộc thi online cũng được đánh giá là cơ hội tốt để các cô gái tiếp cận và chinh phục khán giả trên những chặng đường đầu tiên. Tại một diễn biến khác, trước thềm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023, khán giả vô cùng tò mò không biết tân hoa hậu sẽ được xuất khẩu đi thi quốc tế nào, bởi lẽ đơn vị tổ chức đã mất quyền cử đại diện dự Miss Universe 2023. Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, Unimedia, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Como Việt Nam, vừa chính thức giới thiệu cuộc thi cùng tên Miss Como phiên bản quốc tế. Theo đó, Miss Como, tên tiếng Việt Hoa hậu Hoàn Vũ quốc tế, là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được sáng lập bởi mẹ đẻ Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức tại giải đất hình chữ S. Như vậy, người chiến thắng ngôi vị cao nhất của Miss Cosmo Việt Nam 2023 sẽ đại diện quê nhà chinh chiến tại Miss Cosmo. Cả hai cuộc thi này đều không phải là Miss Universe Việt Nam, Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam hay Miss Universe dù cùng tên tiếng Việt. Thông tin từ ban tổ chức, người đẹp sở hữu vương miện Miss Como danh giá với tầm ảnh hưởng của bản thân thông qua những hành động cụ thể trước các vấn đề toàn cầu, từ đó góp phần giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, đặc biệt là việc tôn vinh nữ quyền, tác động thay đổi nhận thức của thế giới về giá trị của phụ nữ, nhất là ở những quốc gia vẫn chưa coi trọng phái yếu. Bên cạnh những thông tin về cuộc thi, ban tổ chức Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam Miss Cosmo Việt Nam cũng tiết lộ thêm, tân hoa hậu sẽ trở thành cô gái đầu tiên vinh dự đại diện Việt Nam ở Miss Como, dự kiến được tổ chức trong năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.